Xin mến chào các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh ẩm thực tại gia. Trong video ngày hôm nay, vào dịp cuối tuần thì em sẽ vào bếp thực hiện món lẩu gà lá é để đổi vị cho gia đình. Cách nấu lẩu gà lá é rất đơn giản và nhanh, tạo nên món lẩu mang một hương vị đặc trưng. Nếu yêu thích món lẩu này, xin mời các anh chị và các bạn cùng em thực hiện nhé. Để nấu món lẩu gà lá é thơm ngon, đậm đà chuẩn vị, các nguyên liệu ở đây thì cần chuẩn bị. Nguyên liệu ở đây hôm nay em chuẩn bị cho 5 khẩu phần ăn. Đầu tiên thì em có sử dụng là một con gà 1,5kg đã được làm sạch. Để khử mùi tanh và sạch lông cước, sẽ dùng muối và chanh trà lên thân gà, rồi để lại cho sạch, dùng khăn thấm cho khô ráo nước, sau đó chặt thành những miếng nhỏ vừa ăn. Để món lẩu được ngon thì nên lựa mua gà ta, gà tơ không non hoặc không già quá. Tiếp theo đó là các loại nấm ăn kèm. Các anh chị và các bạn có thể dùng các loại nấm khác nhau như là nấm bào ngư, nấm kim châm, nấm đùi gà ba bi, nấm rơm, nấm mối. Đối với các loại nấm thì sẽ cắt bỏ chân rồi ngâm với nước muối loãng trong thời gian từ 10 đến 15 phút, sau đó rửa lại cho sạch. Đối với nấm kim châm và nấm bào ngư sẽ nắm thật chặt cho khô ráo nước và xé thành những miếng nhỏ vừa ăn. Nấm đùi gà ba bi sẽ chẻ làm đôi. Mười lăm tới 20 quả ớt hiểm, 200g lá é còn gọi là lá é trắng, hương thảo, trà tiên hay là húng lông, sẽ làm bỏ gốc, lấy phần lá và ngọn, rửa cho sạch rồi vẩy cho ráo nước. Một ít hành lá cắt khúc từ 3 tới 5 cm. Năm trăm gram măng tươi. Măng tươi thì các anh chị và bạn có thể mua hoặc là luộc tại nhà. Nếu luộc tại nhà sẽ luộc từ 2 tới 3 lần nước, không để vung để loại bỏ độc tố. Sau đó thì thái lát nhỏ vừa ăn. Nếu măng mua ở ngoài thì sẽ về luộc lại để đảm bảo vệ sinh. Hai củ hành tím và một củ tỏi lột vỏ. 3 tép giả cây sẽ đập dập và cắt khúc từ 3 tới 5 cm. Công đoạn đầu tiên sẽ cho hành tỏi vào cối. Kèm theo đó là từ 8 tới 10 ngọn lá é vào. Nhà có bé nhỏ nên là em sẽ không bỏ ớt. Nếu ăn được cay, không có bé nhỏ thì cả anh chị và bạn sẽ cho 3 quả ớt hiểm vào. Rồi giã cho thật nhuyễn. Hỗn hợp hành, tỏi, lá é đã được giã nhuyễn. Sẽ cho vào tô thịt gà. Kèm theo đó là phần giã cắt khúc đập dập. Sau đó sẽ nêm vào một thìa canh nước mắm. Hai thìa cà phê bột nêm. Một thìa cà phê muối iốt. Để món lẩu có vị ngọt thanh dịu sẽ nêm bằng đường phèn. Và em sẽ cho vào đây là 3 thìa cà phê đường phèn. Một thìa cà phê tiêu xay. Rồi dùng tay trộn và bóp để gia vị được thấm đều vào thịt.
Sẽ ướp thịt trong thời gian là 30 phút để khi ăn thịt sẽ được thấm vị. Sau thời gian ướp thịt đã được 30 phút, sẽ bắc nồi lên bếp, để lửa lớn cho nóng và sẽ cho vào 3 thìa canh dầu ăn. Dầu đã sôi sẽ cho thịt gà đã ướp vào. Xào nhanh tay tới khi thịt săn lại. Thịt gà đã săn lại, tiếp theo sẽ cho 1/2 măng vào. Phần còn lại khi ăn chúng ta sẽ cho vào sau. Ớt hiểm để nguyên cả quả. Nếu thích vị cay nhiều thì các anh chị và bạn có thể cắt ra. Theo khẩu phần ăn thì em sẽ chế vào là 2 lít nước. Rồi nấu cho sôi trở lại. Tùy theo sở thích, ăn gà mềm hoặc là dai vừa sẽ để sôi từ 10 tới 20 phút. Đồng thời sẽ nêm lại bột ngọt, hạt nêm, đường phèn, chỉnh lại gia vị sao cho vừa ăn. Nếu có bọt sẽ hớt bỏ đi để nước dùng sẽ được trong. Sau khi đã nấu sôi được 10 phút, thịt gà đã chín mềm, gia vị vừa ăn, sẽ cho vào là một ít lá é rồi tắt bếp. Bây giờ thì sẽ chuyển qua bếp từ để cùng gia đình thưởng thức. Khi ăn sẽ cho các loại nấm, hành lá, lá é vào. Thêm chén nước mắm ớt sẽ ngon và hấp dẫn. Ăn kèm với bún tươi hoặc là miến luộc. Vậy là qua vài bước làm rất đơn giản và nhanh, em đã thực hiện xong món lẩu gà lá é. Vị nước lẩu đậm đà, ngọt thanh, dịu. Hương thơm của lá é nhẹ nhàng cùng vị cay cay của ớt hiểm. Vị giòn ngọt của măng, nấm, thịt gà dai mềm, thấm vị ngọt tự nhiên vô cùng hấp dẫn.
Nếu yêu thích hương vị lẩu gà lá é này thì các anh chị và các bạn hãy thực hiện vào những ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ để cùng gia đình và bạn bè thưởng thức nhé. Và bây giờ video thực hiện món lẩu gà lá é của em ngày hôm nay cũng xin được kết thúc. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem và ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em nha.